Thanh Trang cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Tương lai Nguyễn Phú Trọng mập mờ do nhà báo Phạm Trần Biên Soạn, Võ Thanh Nhân trình bày. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thanh Nhân và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị một bài nhận định và phân tích của nhà báo Phạm Trần về vấn đề thời sự Việt Nam. Tương lai Nguyễn Phú Trọng mập mờ bất cứ lãnh đạo nào ở Việt Nam nói tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không bị bệnh hiểm nghèo là nói dối, biệp dân và đánh lừa với ngoại giao tại Hà Nội. Bằng chứng là ông Trọng, người đứng đầu đảng duy nhất cầm quyền của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã không xuất hiện trước đám đông dù trong đảng hay ngoài xã hội kể từ trưa ngày 14 tháng 4 năm 2019 là tin ông bị đột quỵ trong lúc đang chỉ đạo các cấp lãnh đạo đảng bộ tỉnh Kiên Giang bàn tuyên giáo đảng được nói là đã ra lệnh cho báo đài nhà nước phải tuyệt đối không loan tin về ông Trọng sau khi ông rời Kiên Giang. Nhưng cũng không lên tiếng cải chính tin của các mạng xã hội nói ông Trọng đã được cứu sống ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn để đưa về Hà Nội chữa tiếp từ ngày 16 tháng 4 năm 2019. Tuy nhiên, Ban Bảo vệ Sức Khỏe, lãnh đạo chủ chốt của đảng và chính phủ đã không đưa ra bất cứ thông tin nào về tình trạng sức khỏe của ông Trọng. Lý do là Ban Tuyên giáo che kính thông tin sức khỏe của ông vì luật bảo vệ bí mật nhà nước luật số 29-2018 QH14 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2018 có khoản cấm ghi tại điều 7 đối với thông tin bảo vệ sức khỏe lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước. Bằng chứng vắng mặt, bằng chứng là ông Nguyễn Phú Trọng 75 tuổi đã không làm hai việc từng được lên kế hoạch từ trước. Thứ nhất, hủy bỏ cuộc tiếp xúc Phái đoàn chính thượng nghị sĩ lưỡng đảng Hoa Kỳ ấn định vào ngày 18 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội. Đoàn do thượng nghị sĩ dân chủ Patrick Leahy, tiểu bang Vermont, phó chủ tịch ủy ban chuẩn chi thượng viện cầm đầu thăm Việt Nam để thẩm định công tác tẩy xóa chất độc da cam và công tác giúp người khuyết tật. Ủy viên Bộ Chính trị thường trực Bí thư Trần Quốc Vượng, người đứng hàng thứ hai sau ông Trọng, đã thay thế ông Trọng để mà tiếp xúc phái đoàn của ông Leahy. Bằng chứng thứ hai là ông Trọng không cầm đầu phái đoàn đi Trung Cộng họp hội nghị thượng đỉnh vành đai con đường lần 2 ở Bắc Kinh từ ngày 25 cho đến ngày 27 tháng 4 năm 2019 theo lời mời của lãnh đạo đảng và nhà nước Trung Cộng Tập Cận Bình. Bộ Ngoại giao Việt Nam ra thông báo chính thức ngày 22 tháng 4 năm 2019 cho biết Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Cộng sản Việt Nam sẽ cầm đầu một phái đoàn Việt Nam cũng giống như nguyên chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thay mặt Việt Nam đọc bài diễn văn tại hội nghị này hồi tháng 5 năm 2017. Ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày quan điểm của Việt Nam vào ngày 26 tháng 4 2019. Sau đó, ông Phúc sẽ có các cuộc họp với lãnh đạo cao nhất của Trung Cộng. Kính thưa quý vị, trước khi ngã bệnh bất ngờ, ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị trong chuyến đi sẽ có cuộc gặp riêng với ông Tập để trao đổi về tình hình hai nước Tình hình Biển Đông triển vọng hợp tác song phương giữa sáng kiến hai vành đai một vành đai của Việt Nam với sáng kiến vành đai và con đường của Trung cộng. Cũng qua lần hợp này, nếu thuận lợi thì ông Trọng sẽ đề cập đến chuyến đi thăm Mỹ sắp tới của ông theo lời mời của tổng thống Donald Trump. Bằng chứng thứ ba, ông Nguyễn Phú Trọng cũng vắng mặt ở một số hội nghị của tổ chức và đảng địa phương như ông đã làm tại Kiên Giang trong ngày 13 và ngày 14 tháng 4 vừa qua. Trong số này có các hội đoàn toàn quốc tổng kết công tác hội nhà báo năm 2018 tổ chức tại thành phố Cần Thơ vào ngày 19 tháng 4 năm 2019. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc đã thay ông trọng chỉ đạo hội nghị. Ông trọng cũng không thể đi dự hội nghị kiểm điểm nhiệm kỳ năm 2015-2020 của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ngày 24 tháng 4 vừa qua. Đây là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong khuôn khổ chọn nhân sự cho các đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng thứ 13 dự trù sẽ diễn ra vào đầu tháng Giêng năm 2021. Bằng chứng thứ tư, trong lịch sử tiếp xúc cử tri Hà Nội, trước kỳ họp 7 của Quốc hội dự trù khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2019, không thấy ghi buổi gặp cử tri của đoàn đơn vị 1 gồm Ba Đình, Hoàng Kiếm và Tây Hồ do ông Nguyễn Phú Trọng đứng đầu. Không có lý do được đưa ra, nhưng theo thông báo phổ biến ngày 2 tháng 4 năm 2019 của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thì lịch tiếp xúc cử tri tại đơn vị số 1, số 2 sẽ có thông báo sao. Tuy nhiên cho tới ngày 24 tháng 4 năm 2019 vẫn chưa có thông báo mới. Chỉ dấu trên cho thấy chưa bao giờ ông Trọng đã vắng mặt hay ông có việc gì làm trong thời gian dài như thế. Ít nhất là trên 10 ngày kể từ khi ngài có tin ông bị đột quỵ, bị sốc ở Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. Không có bất cứ tin nào về ông Trọng được lộ ra khỏi Hà Nội. Như vậy thì viễn ảnh không có ông Trọng sẽ như thế nào? Với tình trạng sức khỏe tương đối ổn định kể từ khi ông được bầu làm tổng bí thư của đảng khóa 11 năm 2011. Sau đó kiêm luôn chức Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam từ ngày 23 tháng 10 năm 2018. Ông Trọng là người năng động và rất tích cực trong những chiến dịch chống tham nhũng, chống chạy chức, chạy quyền, và từng hô hào chống tham nhũng quyền lực trong đảng. Riêng công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng 13 tổ chức vào tháng Giêng năm 2021, ông Nguyễn Phú Trọng đã một mình nắm hai chức quan trọng nhất là trưởng tiểu ban văn kiện đảng và trưởng tiểu ban nhân sự. Tiếng nói của ông sẽ ảnh hưởng rất nặng ký đến đường đi nước bước của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai và trong nhiều năm sắp tới. Đồng thời với chức trưởng tiểu ban nhân sự, ông cũng có quyền sinh sát đối với việc chọn các ủy viên trung ương đảng và đặc biệt là bộ chính trị trong đó có hai chức tổng bí thư và chủ tịch nước dành cho một người như ông bây giờ vậy bây giờ sau khi mà dấu hiệu không nhẹ vì diễn ảnh một tổng bí thư một chủ tịch nhà nước nguyễn phú trọng đang mờ nhạt dần phải tạo cơ hội cho ai trong số 15 lăm ủy viên bộ chính trị còn lại có cơ hội thay ông hay không nếu căn cứ vào thâm niên đảng thì vị trí trong bộ chính trị khóa đảng 12 người ta thấy có có thể là ông Trần Quốc Vượng hiện giữ chức thường trực bí thư, đứng hàng thứ hai sau Nguyễn Phú Trọng. Ưu điểm của ông Vượng là sinh ngày 5 tháng 2 năm 1953 tại tỉnh Thái Bình, miền Bắc và ông được nhận vào đảng ngày 10 tháng 8 năm 1979 trong khi ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 tại Thanh Hóa Trung tướng Công an 61 tuổi mãi đến ngày 25 tháng 12 năm 1986 mới được vào đảng. Ngoài ra, ông chính còn bị dính liền với một dự án đặc khu kinh tế Vân Đồn khi mà ông giữ chức Bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh từ ngày 8 tháng 8 năm 2011 cho đến ngày 1 tháng 4 năm 2015. Tuy nhiên, cuộc biểu tình nổi loạn ngày 10 tháng 6 năm 2018 lên khắp Việt Nam đã dập tan kế hoạch biến Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Khánh Hòa và Phú Quốc thành các trung tâm kinh tế của Trung cộng. Vì vậy, Mỗi khi tên ông chính xuất hiện là người ta lại nghĩ ngay đến vấn nạn vân đồn. Người thứ ba là Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, sinh ngày 20 tháng 7 năm 1954 tại Quảng Nam. Tới ngày 12 tháng 5 năm 1982 mới được nhận vào đảng. Tùy ông Phúc là quỹ viên bộ chính trị từ khóa đảng 11. Trước khi hai ông Vượng và ông Chính đến 5 năm, nhưng ông lại bị eo xèo là có nhiều tham vọng quyền lực và lợi ích nhóm địa phương. Ủy viên Bộ chính trị khác là ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sinh ngày 12 tháng 6 năm 1953 tại Cà Mau nhưng quê gốc ở Trà Vinh. Ông được nhận vào Đảng năm 1980, leo lên Ủy viên Bộ chính trị từ ngày 11 tháng 5 năm 2013. Nhưng ông là một chuyên gia giáo dục hơn một chính trị gia. Do đó người cuối cùng là người ta nói đến là ông Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội, sinh ngày 25 tháng 9 năm 1959 tại Thái Bình chỉ lại mới vào đảng từ 20 tháng 11 năm 1990. Nhiều mạng xã hội nói ông Hoàng Trung Hải cũng là một trong số ủy viên Bộ Chính trị ủng hộ nhiệt thành kế hoạch đặc khu. Như vậy sao bóng mờ Nguyễn Phú Trọng sẽ là ai? Hay chẳng có ai được nổi lên cho đến khi cuộc cờ phải phân thắng bại giữa Hà Nội và Bắc Kinh? Có điều đáng quan tâm là trong cuộc họp được gọi là vung đắp cho mối quan hệ Hà Nội-Bắc Kinh ngày 21 tháng 8 năm 2018 tại Bắc Kinh giữa ông Trần Quốc Vượng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình của Trung Cộng. Lãnh đạo họ Tập đã cho ông Vượng biết hiện đang diễn ra những thay đổi phức tạp và sâu sắc liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực. Trước việc Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam tiếp tục giấu tin ông Nguyễn Phú Trọng, thì liệu chuyến đi Trung Cộng của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị thượng đỉnh vành đai con đường lần 2 từ ngày 25 cho đến ngày 27 tháng 4 năm 2019 có cơ may mở ra con đường thoát trung cho Việt Nam hay sẽ chỉ bóp lại bé hơn qua hình ảnh của cuộc họp bất ngờ năm 2018 giữa Tập Cân Bình và Trần Quốc Vượng. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Vừa rồi là bài viết Tương lai Nguyễn Phú Trọng mập mờ do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Chúng tôi xin được cảm ơn nhà báo Phạm Trần và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. kính thưa quý vị chương trình bản tin hoa thành đốn đến đây xin tạm ngưng. kính mời quý vị đón xem bản tin hoa thành đốn vào lúc 8 giờ hoa thành đốn giờ thứ hai đến thứ sáu trên SPTN. mọi liên lạc với ban biên tập xin email về washingtondc at sbtn tv thanh trang kính chào và kính chúc quý vị có được một buổi tối bình an bên người thân và gia đình